tích rùng rợn cho mọi người nghe. Hello, xin chào đón cả nhà đến với kênh YouTube của MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường. Và như Tường nói, những tập tiếp theo cũng là những tập rất là đặc biệt. Và ngay bây giờ thì Cát Tường và Phạm Yến đang đứng ở Georgia Aquarium. Đây là một cái thủy cung, một cái bể nước rất là lớn. Ở trong này nó chứa khoảng là trên 120.000 loài động vật. Và trong đó là cần hơn 1.000 loài. Và đương nhiên là thủy cung là loài dưới nước nha quý vị nha, chứ không phải là loài trên bờ, tại nó là thủy cung. Mà tất cả luôn đều được chứa trong một cái hồ bể nước rất là lớn. Ngày xưa nó lớn nhất Atlanta luôn đó quý vị. Không biết bây giờ còn lớn nhất hay không, nhưng mà ngày xưa là lớn nhất. Và tất cả nó nằm trong một cái bể nước là khoảng là 10 triệu gallon nước, là khoảng 38.000 mét khối nước. Và cái chỗ này thì được xây dựng vào năm 2005. Bây giờ mình vô coi coi nó 1.000 loài đó là những cái loài gì. Mình muốn là coi những con gì mà nó hung dữ á. Ví dụ như là cá mập, cá voi. Có nuôi trai không? Trai thì mình sẽ nuôi ở cái hồ khác. Trai cũng hung dữ. Cái hồ này là hồ cá, chứ hồ này không phải hồ trai. Hiểu không? Trai là động vật. Đâu có con, có con trai mà. Trai là động vật bốn chân. Con trai. À con trai hả? Dạ. À con trai nó cũng là những loài sống trong thủy cung. Đúng rồi. Bây giờ mời quý vị vô trong xem để cho Phạm Yến tìm con trai. Đi. Đây. Come here. Đây, khoe với cả nhà là Cát Tường và Phạm Yến có đeo hai sợi dây vàng vàng này. Cái này là cái gì biết không? Cái này là để mình đi vô, mình không cần phải get line, mình không cần phải xếp hàng. Nó thường thường ở đây mình mua vé Tường sợ trên mạng, thì cái vé vào cổng này là hình như là 43 đô cho một người. Thì mình vào mình phải mua vé, thì mình phải xếp hàng để mình tham gia hoặc là chơi những trò chơi hoặc là để tham quan. Nhưng mà bạn Tường mà sống ở đây á, thì ở đây người ta đa số là người ta mua những cái member. Cái member là mua bình thường thì gấp đôi cái giá của cái vé bình thường. Ví dụ như nó là 80 đô, 40 đô thì mình mua một cái member như vậy là 80 đô. Thì 80 đô đó là suốt một năm luôn, mình muốn vô giờ nào mình vô. Cho nên là ngày hôm nay là Tường đeo của bạn Tường để mình vô, mình không cần phải get like. Nhưng mà đương nhiên là mình cũng phải mua vé nha quý vị. Vô. Rồi từ từ mà tham quan. Ê bên kia có cá mập kìa. Kìa cá mập phải không? Cái miệng cá mập kìa, hàm cá mập kìa. Đó, hàm cá mập đó. Ê, chung chung cái mặt vô đó chụp hình. Cho nó cắn chơi hả? Cho nó cắn chơi. Ồ, dolphin, dolphin là biểu diễn cá heo nè. Bên đây là cái khu cá lớn hả? Ocean đó phải không? Ocean Goza Girl đó là chỗ cá lớn đó. Còn bên đây Sapphire River. Cá nhiệt đới là cá sao trời? Mà tại vì nó đang nó phải mình ba rùa. Bác rùa ơi, bác rùa ơi. Bác rùa đi đâu đò. Trời ơi, nãy giờ vô mà tao rượt theo mấy con cá mập hoài luôn á, mà con quỷ cá mập nó không đợi tao mày. Rượt theo nó hoài mà nãy giờ chưa quay được cái con cá mập nào hết trơn. Con cá mập, con cá heo. Bực mình quay được có con rùa không à. Bây giờ đó bụng rồi đi ăn trước đi rồi mình rượt theo cá mập sau. Hết pin rồi. Hết pin rồi, hết dung lượng rồi. Hết dung lượng rồi. Đây giờ đi ăn. Ê, có bán hải sản gì kìa. Đó. Trời ơi cái bí cái bắp mà tôi tưởng là hải sản. Cái bắp mà tôi tưởng nó con tôm hùm. Mâm hai chị em mâm hả? Rồi. Ok, bây giờ là cái này nè, hồi nãy chị nhìn xa nè. Cái quỷ này mà tôi tưởng nó con tôm hùm. Không chị, nó làm cái gì mà không có kìa gà. Chị mua nào? Gà. Gà phải không? Thôi lấy gà này đi bà. Nó có rau kìa. Rau ăn rau bà ơi. Hả? Bà cái gì bà lấy đi. Thôi gà này. Cái này gà hay tôm, cái này cũng tôm. Tôm hả? Tôm. Hấp dẫn là tôm với khoai tây. Thôi nhiều quá rồi, còn cái gì cho đây thôi, có gì thôi nó xuống bà nội ơi, mệt quá thôi uống con gà. Đây con gà này nó kêu bà nội ơi. Đây mình coi coi một phần ba cái bánh, một cái pizza, một cái gà, một cái tôm, rồi ba nước suối, một coca mà 46 đồng, đã có discount do có member nha quý vị, 46 đồng.
dốc cái mỏ lên trên mặt nước nè. Đó. Muốn lên đó. Ồ, bây giờ mới có 2 giờ mà giờ coi show. Show biểu diễn cá heo á thì 3 giờ mấy mới có, show biểu diễn sư tử biển á 5 giờ mấy mới có. Bây giờ 10 phút nữa có một cái show, không biết show gì nữa. Nói tiếng Anh không hiểu, vô cách like đại đi. Ủa không lẽ coi show con này, con ne nè. Quỷ ne gọi là cái gì trời? Chim cách cục hả? Ồ, có hình tôi luôn kìa. Tôi đứng đây chụp hình tôi trên màn hình luôn kìa. À, đứa em bé nó sắp hàng cái chụp hình hai tôi ké đằng sau nha. Cuối cùng là cũng có được tấm hình hai chị em. Bởi vậy tôi nói cái ông này ông không có rành cái gì hết trơn, kêu vô sắp hàng cho đã rồi vô nó cho vô. Đưa cái membership nó cũng cho vô là sao? Trời ơi, anh hùng của tôi đã đi về rồi. Phải đăng ký trước rồi mới vào được. Đăng ký xong rồi có một cái mã thì mới vào được. Okay. Chứ hồi nãy anh chưa đăng ký hả? Anh chưa đăng ký. Trời ơi, cái con quỷ này tao ghét mày rồi nha. Tao ghét mày rồi nha, cái con quỷ dịch Bắc Ma, dịch Donald, dịch mỏ dịch. Nãy giờ nhỏ nhỏ không, chưa thấy con cá nào bụng. Cá búa kìa. Cá búa hả? Vì mà lớn nhất thế giới mà nãy giờ chưa thấy con cá nào lớn, con cá búa kìa. Nè, cái con cá này nè, cái mỏ nó chìm dẹp kìa. Cá mập này to nè, to đâu mà to. Đố ông Yến, ông này người thiệt hay người giả? Người giả. Trời ơi trời, nghĩ sao đứng ngay cả ngày mà lắc đầu vậy đó. Tôi với mặt em kìa. Tôi với mặt em kìa. Còn bên kia nó kìa chị ơi, nghĩ sao cái này? Trời ơi, giống người thiệt quá má ơi. Mấy đô mà nghĩ sao mà thiệt. À, bên đây là cái chỗ cá màu sắc. Ở đây là cái chỗ những con cá màu sắc, hiểu không? Đây là nhiều màu sắc. Mấy con cá này nó ánh như là lấp lánh cái kim cương hoặc sòn vậy. Nhiều màu sắc thôi. Cá nhiệt đới, có cá mập da láng nè. Cá da láng. Còn mấy đứa nhỏ chơi bển kìa. Yến, em vô đây đi. Này là hồ, này là chứa những con cá mắc cạn. Vô đó đi, rồi có người nuôi à. Trên đây đẹp quá nè. Có con cá kìa. Cá móc ra không lao. Cá sấu kìa. Thấy cá sấu chưa? Cá sấu nè. Oh. Gần Halloween rồi ha, đi đâu cũng rip mấy cái đầu lâu này hết trơn trời. Thì mấy con cá sấu bạch tạng. Mấy cá sấu này bị bệnh bạch tạng nha. Nhìn thấy gớm thiệt chứ. Quá gớm. Kìa nó kìa. Qua đây. Cái gì? Qua đây. Ô. Mệt quá. Thả mỏ ra, thả ra. Biết vợ kia nó. Thả ra. Đó, kìa. Nó kìa. Ý cũng tôm nè. Tôm hùm nè. Mà nó đẹp không? Tôm dặn bông á. Ờ, tôm đẹp quá ha. Nó bắt mày lên làm mồi nhậu nha. Mấy cái đứa nhỏ cho trẻ em chơi. Usually the water where they live is quite murky. So being able to see all of these colors and patterns that they have is quite amazing. These colors and patterns. Có vệ sinh tựa. Trời ơi. Vô coi tại vệ sinh volcano, núi lửa.
Trời đất ơi, người ta đang vệ sinh. Trời ơi, mấy ảnh, mấy ảnh đang vệ sinh, làm sạch kiến. Trời đất ơi, nó bị nhốt ở trọng này rồi đó. Nó tự chui trọng. Đây nè, thấy cái mỏ này con này nè, thấy chưa, cái đầu nó nè, nó luồn luồn qua mấy cái ống đó. Cái đầu, hai con khác nhau. Ừ, đắng biển, con này cũng đẹp nè. Nó kìa, em không đi, em không thấy nó. Trời ơi, nhỏ dưới chung luôn. Wow, con sứa nè quý vị ơi, lần đầu tiên thấy con sứa, nhưng mà cái này nó phúng cái đuôi ra vậy nè, là lần đầu tiên mình mới thấy luôn á. Ha, sao có thấy con sứa mà nó phúng cái đuôi ra như vậy? Wow. Ủa con nè, sao nó chùm vậy nè? Rồi ra đại dương mênh mông rồi. Đây là màu sắc thôi. San hô cá biển đại dương mênh mông. Mấy cái này nó ăn thịt người đó, nó là động vật đó, nó không phải thực vật đâu, nó là động thực vật. Bơi xuống biển mà nhìn thấy nó quải chè. Ồ, cái con lươn biển này nè quý vị, chung mấy đứa này nè, nó chung dưới cát, nó chung lên, nó rướn lên, thấy ghê quá à. Nó là con lươn nha. Ờ, nó chung không phải là con rắn đâu, nó là con lươn chung trong vách núi luôn nè, ghê không? Lương. Rồi tạm biệt thủy cung nha. Trước khi đi ra khỏi những khu du lịch, nó bắt mình phải đi qua cái khu nó bán đồ lưu niệm. Nó vậy đó, nó khôn lắm. Trước khi mình muốn ra khỏi chỗ nào của nó là mình phải đi qua cái khu bán đồ lưu niệm để mình mua. Tạm biệt thủy cung lớn nhất thế giới nha. Bye. Có con bạch tuộc kìa. Bạch tuộc dễ thương không? Trời ơi. Trời ơi dễ thương quá. Đi. Welcome, đây là cái studio của Cát Tường đó. Mọi người ở bên Atlanta có muốn thu âm, có muốn quay hình, có muốn hát hò gì đến đây à, gọi là piano thì là Phạm Yến. Rồi người gọi là thu âm gọi là gì vậy? Tiếng Anh nó là gì vậy? Record hả anh? Recording. Cát Tường nha. Đó, dữ chưa? Guitar bass. Guitar bass. Nghĩa ngô. Trời dễ thương quá ha, cái phòng màu đỏ đúng ạc luôn á. Đó đẹp, đẹp. Trống nữa kìa, ủa trống đâu? Đây, trống đây, trống điện anh. Điện. Có nào tập hợp nguyên ban về đây thu âm không? Xuất sắc. Hay là anh chỉ trình bày chơi thôi. Trời ơi, con má kìa. Ủa giống con có giả vậy bà nội. Chó giả bà nội. Ủa? Chó giả bà nội ơi. Ủa, con chó giả hả con quỷ? Trời đất ơi. Tao tưởng con chó thiệt mà nó nằm như con chó giả, ai ngờ con chó giả thiệt tình luôn. Nhà đẹp quá, nhà Atlanta gọn gọn xinh xinh đẹp ghê. Lấy chồng Atlanta đi bà. Mẹ sẵn quay đêm ra ngọn đàn. Đó, ra đi. Đẹp quá. Đã quá hả? Có cái hàng rào. Sao nóng trọng vậy cho nhà anh? Cây cối gì vậy? Sao không gồng cây ăn trái trời? Nhỏ đá banh. Đây khí hậu trong lành mát mẻ quá ha. Rồi bây giờ đã tới giờ ăn rồi, quá trời quán luôn. Yến lựa đi. Cái gì? Yến lựa đi, em lựa kem. Kem gì giờ này, giờ ăn tối mà kem gì bà nội. 30 phút parking only kìa. Kem có trái cây. Kìa, muốn xe đạp thì đạp đi cho đói bụng rồi vô ăn. À, kem mango. Đúng rồi. Đi kho là gì? Đi cọt nhà hả? Rồi. Rồi. Vô đây chơi nè ha. Đây đi. Ok. Rồi.
xấu người trắng dễ thương kìa. Ủa ti là gì em? Tình yêu. Tình yêu hả? Phải không? Tự nhiên tình yêu gì? Cái hiệu ta ti bà nội. Tình yêu đâu tình yêu. Dễ thương quá hả? Ôi dễ thương. Ôi bông bóng dễ thương ghê chưa? Ôi dễ thương quá. Ôi, đẹp quá. Trời đất ơi, tóc giả nè Yến ơi. Cái gì mà một nhà tóc giả ở trong này. Đúng là này, đúng là của dân khu, của là những người Mỹ Đen, đúng luôn. Tóc phục vụ Mỹ Đen không, có nè. Gì mà quá trời vậy. Nguyên một ngày hôm nay đi chơi mà Phạm Yến nó gục gà gục gật quá. Bây giờ nó buồn ngủ rồi, tôi nói tôi buồn ngủ là tại thiếu ngủ, nhưng mà nó không buồn ngủ mà nó mệt. Bây giờ chị đưa em vô đây mua cho em một cái thức nước uống của Mỹ. Mua gì? Để mà không uống bây giờ, uống bây giờ là thức á. Ờ. Ừ. Gì? Red Bull của Mỹ. Tự nhiên uống một cục gì mà nội. Red Bull của Mỹ khác của Việt Nam. Ủa, mai Việt Nam mai uống sẽ khỏe. Là hai con như cái trâu mà đấu đầu nhau. Ờ, Buffalo phải uống Red Bull. À ok, uống con trâu. Kìa, yeah. Uống siro bao giờ, uống siro đá bào chơi không? Đâu. Nè. Trời ơi. Dâu siro đá bào. Uống màu luôn. Ờ. Báo nè, ở đường quá học. Mở màu này không? Quá chất. Vậy thấy tao mà màu đó không? Bôn. Cái này Red Bull giống cam. Tao làm cái Red Bull cam sáng mai. Ý là em cái vị khác đi rồi hai chị em. Đúng rồi, cái nào ngon? Bôn xanh. À, ảnh kiểu nào ngon? Cái nào ngon? Đối cái này là. Ok, uống cái đó đi. Tao uống giờ đâu, mai mới uống mà. Đúng rồi. Uống mà. Red Bull Chino. Mấy cái này ngon lắm á, nó béo 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 béo. Khác nữa. Còn ngon nha. Ngon nha, không có biết. Ủa. Có nước dừa, dừa đâu không á. Đâu, cái mùi nước dừa. Cái mùi nước dừa hả? Okay. Red Bull mà mùi nước dừa. Red Bull mà mùi nước dừa. Ủa này mùi gì đấy? Này chắc xá xỉu. Okay. Cái đào mà cái mùi màu xanh làm gì? Mùi gốc là cái màu xanh nha. Ghê. Rồi ok. Nó chai to đó, chị lấy chị hai chai vậy cực gì? Không, hai chai uống chung mà. 1 lít buy one get one free. Thiệt á. Tự nhiên mua cái này 5-6 lao đồ đồng. Ở vậy mua mắc người Việt Nam thấy ghê không? Buy one get one free có 2 đồng lít chín à. Cái chai nước gì mà 6-7 đồng. 2.000 gì đây? 2.000 đô hả? 2.000 bà ơi, 2.000 đô. Cái gì 3 triệu, cái lo với không. 3 triệu. Wow. Còn có mua 20 đồng nữa không nội ơi. 2 đồng, ồ 2.000. 20 đồng đúng 3 triệu. Vô 3. Không phải dân cơ bản. Hay là phải bấm. Phải bấm chứ. Không có vô ông ơi. Bẻ cái gì. Vô trời ơi, cái đầu mình đút đút cái gì nó vô là nó vô rồi. Không có được. Ngoan cố mà không được. Rồi thua. Tính hơn thua với thằng Mỹ mà không có được nha. Rồi đâu mà trúng được 3 triệu. 20 đồng mình trúng 3 triệu. Hello, chào ngày mới với một cái concept rất là lạ. Concept này do người design là Phạm Yến. Sao cái mặt nó bư dữ vậy Yến? Và bắt đầu một ngày đi mall, ngày hôm nay đi shopping outlet nữa. Thì mỗi đứa sẽ ăn một cái tô hủ tiếu bị cho mà nó bự chà bá lửa luôn. Bạn Nghĩa đưa đi ăn cái tô hủ tiếu gì mà nó bự chà bá lửa vậy nè, đó. Hello, và bây giờ thì chúng em đã đến outlet của Atlanta. Bây giờ em sẽ đi một vòng trên xe, tại vì nhiều khi mình không có đủ sức mình đi bộ. Mình đi một vòng trên xe, mình tìm coi có những cái hiệu gì, rồi mình mới nhắm hướng, rồi một lát mình mới thả, mình gửi xe, rồi mình mới đi bộ sau. Em sẽ quay một vòng cho mọi người xem, mà em hy vọng là sẽ có Gucci nha quý vị. Chưa có thấy nha, Gucci đáng lẽ vô phải ập vô mặt liền chứ. Có nha. Chưa có nha, Lucky Brand Zin nha. Có Polo. Coi có lớn bằng Amazon không, có Michael Kors. Bữa hôm mình chưa mua được cái giỏ Michael Kors bên kia phải không?
À, không không, cốt. Vô lại mình kiếm cái cốt lại bữa hôm coi nó có giống như bên này. Ở dưới Amazon không? Cô chị đâu chạy? Thì có Nike. Có Under More. Tôi không thấy cái Gucci chị nha bạn ơi. CK, trong đó là CK bạn ơi. Gucci chị nó phải nằm cái chỗ lớn lao chứ nó. Hả? Không thể nào mà CK mà Gucci chị mà nó nằm ở trong hẻo lánh được. Cái kia, cái Amazon vừa tới nơi là nó ập cái Gucci chị vô đầu tiên đúng không Yến? Bự lắm. Rồi tôi nghĩ đây không có. Ê đây nè, mình dòm cái bảng này đi là mình biết có Gucci hay không. Để tôi coi có hay không. Gu cái con khỉ khô. Gu chị. Gu cái gì mà gu. Gu chị là cái chữ gu. Không có có đâu bạn ơi. Polo, vẹt, sát. Đâu, đó là những thương hiệu có trong đây cho mọi người xem. Adidas, mọi người nhìn đi. À, Gucci 1075 Guess. Có, mình sẽ đi Gucci. Rồi mình đi CK. Mình đi Burberry. Mình đi K&Y. Mình đi kiếm người yêu. Rồi vậy thôi. Guess, ủa không có cái khóa nha. Không tính không có khóa hả ta. Định vô khóa mà cũng không có. Trời ơi, ở đây nó vắng lặng hơn bên kia nha quý vị. Hiệu nè, thì hiệu Sabato nè. Cái này cũng là hiệu mà. Thì em thích thì coi ai cấm đâu trời. Coi đi. Ừ, nó bắn que hà. Bữa hổm bên kia mình cũng đi thứ tư đúng không? Ừ. Mình đi thứ tư mà nó đông nghẹt. Bên... Đúng rồi, như có hai chị em. Đúng rồi, bên cái Amazon nó đông hơn. À, nó bắn hơn. Ở đây sao nó bắn que vậy? Có hai đứa mình đi à. Vô cảm giác cũng đầy ngại coi đồ. Ờ, không đi đâu ngại, có tiền mua mất ngại. Là có mình. Cứ đi. Hoa vậy. Mệt quá rồi. Bây giờ là tới chỗ shopping là 11:30 và bây giờ 4:30 tóc tai tháo ra hết trơn luôn rồi, thử đồ tuột hết rồi. Đói quá bây giờ ngồi ăn cái phần gà mà nó ngon. Đồ là bây giờ phải đóng, phải mua một kiện hành lý $30 để gửi về, tại lúc đi là đi carry on thôi. Ngày mai bay về lại Orange là phải đóng thêm một kiện hành lý, một thùng hành lý nữa, $30 nữa. Nãy giờ mua quá trời sách hết nổi, chân đau luôn rồi. Yến đang còn thử đồ trong Michael Kors, tôi chịu hết nổi tôi ăn cái đã. Trời đất ơi, rồi mày sắp vậy rồi tao ngồi chỗ nào? Rồi mày dành ngồi hết trên rồi. Rồi đằng sau mày dàn như vậy rồi tao ngồi đâu? Cũng với đồ shopping hiểu không? Hả? Đồ quá, ngồi trên đống đồ quá. Rồi tao ngồi ở đâu? Gương mày một bên đồ, thôi đồ, ngồi đó. Thôi đi bà. Đó, ngồi chửi mẹ. Đi quá ngồi đó sao xích đeo được. Rồi xích vô bên đây. Gọn gọn vô. Trời ơi là trời, nguyên một xe đồ nữa. Không biết đóng 30 đồng được không hay là phải 60 đồng mà hai thùng á trời ạ. Rồi đó. Rồi có chỗ tôi ngồi chưa? Bên đây nè. Ok. Đây nè. Mặt trời chân lý chói qua tim. No, ăn no rồi đi uống cà phê. Sao đi chơi chị Tường là làm gì với làm gì? Trời ơi, ăn no ngủ kỹ, mập. Chuyến này thì em nói là gì, không mập không ăn tiền. Nhưng mà chuyến này rõ ràng là relax nha, không có gì đầy đọa cực khổ vất vả hết trơn á, rất là enjoy. Ủa, bao giờ đi chơi mà đầy đọa. Chuyến này rất là enjoy nha. Không có phải đi như đợt mà lội bộ 3-4 đứa mà tìm chem trời, tìm tàu lửa rồi đi lạc đi đồ à, nha. Singapore. Ừ, cái này là có người đưa kẻ đón đồ đàng hoàng, rất là ngủ cư. Ngủ cư. Vô cà phê. Đó, ăn no rồi vô cà phê. Cái bánh này nọ đồ trời ơi. Đông à. Thank you. Ồ, tiệm bán bánh kem kìa. À, mọi người ơi, tôi đã phát hiện rồi. Pick up here, Hansel and Red Tail hả? Trời ơi, tiếng Anh cũng hơi kém nha. Mọi người thấy chưa, Tường sẽ kể một câu chuyện huyền thoại cổ tích rùng rợn cho mọi người nghe. Gì đây? Câu chuyện ma rùng rợn. Ủa gì sao chị trả phí đi, sao chị không được? Ban ngày chị kể ngày chuyện ma mà chị lừa anh đêm không nghĩ. Hansel and không có nghe. Hansel and Retail này là hai anh em. Là hai anh em. Thuở nhỏ hai anh em mồ côi cha mẹ, nghèo khổ rách rưới,
bị lạc vô trong rừng. Đó, bị lạc vô trong rừng sâu, bị một mụ phù thủy độc ác bắt, tính về nuôi dưỡng cho mập béo lên, gọi là mụ phù thủy Baba Yaga ăn thịt gà, ăn thịt gà con. Bắt mụ phù thủy mà cởi cái chổi đó. Bắt dỗ béo để chuẩn bị làm thịt. Cuối cùng hai anh em mới canh nhau, cuối cùng mới suốt được bà phù thủy, trói bả lại, nhốt bả lại trong hang và giết bả luôn. Giết bả luôn. Vậy mới ghê. Tiếng Việt người ta là nuôi ong đeo áo, nuôi chỉ dòng nhà đúng không? Cái đó gọi là gậy ong đập lưng ong. Ủa vậy hả? Tính là mình ăn nó mà cuối cùng nó ăn mình, gọi là gậy ông đập đâu, nó đâu có ăn đâu, nó giết mà. Thì nó giết mình đó. Thì cuối cùng đó là hai anh em này đã giết được bà phù thủy nha. Bởi vì lấy hết vàng bạc của cải của bà phù thủy giấu trong rừng, về làng hai anh em này nổi tiếng. Từ đó về sau chỗ nào mà có ma quỷ xuất hiện, đặc biệt là ma cà rồng hút máu người lắm đó, là mới kêu hai anh em này tới đi giết phù thủy. Hai anh em này từ đó có một cái nghề gọi là săn phù thủy khắp nơi, nổi tiếng trên toàn thế giới. Và tối nay hai anh em đó được các tường mướn đến khách sạn để săn con quỷ ngồi trên đầu giường của các tường. Câu chuyện huyền thoại rùng rợn và bí ẩn của em đến đây là hết rồi. Từ đó hai anh em nó nổi tiếng và quán cà phê này đã lấy cái tên của hai anh em đó mở quán. Là có chuyện huyền thoại giống như Sơn Tinh Thủy Tinh Việt Nam mà nó không có thiệt đúng không bà nội? Chuyện huyền thoại hư cấu nhưng mà nó thành sự thật rồi. Mình tin thật là nó thật, mà mình nói không thật là không thật. Giống như ngôi nhà ma Đà Lạt á, em tin không? Em tin có ma không? Có chứ. Thì nó là thật, nó là truyền thuyết nhưng mà nó có thật. Và cuối cùng 10 giờ đêm hai chị em cũng về tới khách sạn. Bây giờ là tới cái màn đóng gói để hành lý ngày mai bay về lại Orange City. Đây, phải đóng một thùng hành lý là 30 đô. Có nhiều đây thôi chứ nhiều. Đó, 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 đó. Giờ vô cái thùng. Đó, một bên thôi đó. Ghê chưa? Chào ngày mới bằng một pha lăn thùng. Giả phòng. Nên có một thùng đó. Hai thùng thì đi hai vòng, trời ơi sao mà cứ có cái gì đây khó khăn được cho chúng ta. Đi đi tường không có gì khó khăn hết trơn á, làm được hết. Tập thể dục buổi sáng. Vô mày, bít đường không cho, nào ra luôn. Đầy năng lượng. Hello, và sáng ngày hôm nay thì Cát Tường và Phạm Yến sau khi đã ăn hai dĩa cơm tấm sườn bị giả no bụng thì mình phải đến, mặc dù ngày hôm qua là nguyên một ngày shopping ở outlet rồi, đóng thùng rồi, nhưng mà nếu mình đã tới Atlanta, tới Georgia mà mình không check in cái mall Atlanta thì đó là một cái điều sai lầm. Có nghĩa là đến mall không phải để mua đồ nữa, đến mall chỉ để check in thôi. Mall of Georgia. Một vòng coi thôi chứ tiện đâu nữa shopping. Có ly cũng đóng rồi, hết rồi. Mày chỉ có bông của tao quýnh à. Ở đây không có bông mà nó giống như có bông thì nó chịu nè. Bỏ vô cái xong nó có mấy cái. Trời ơi. Bà lớn rồi, bà Yến ơi, bà lấy chồng giùm tôi cái bà Yến. Ủa nhưng mà cái này sao lấy? Bỏ tiền. Ý là bao nhiêu? 4 token phải đổi thùng tiền bên đây nè. Bỏ tiền vô. Bỏ tiền vô. Do not give Jen no refund. Đó. Không refund. Thật ra đó thì là cái môn này á, theo như bạn Tường nói thì nó cũng là một cái môn cũ rồi. Nó cũng phải là mới, nó cũng phải là cái gì nó quá đặc biệt. Nhưng mà người ta nói tới Chô Trà thì phải check in cái môn Chô Trà để biết là mình có tới Chô Trà. Chứ thật ra ở Atlanta, ở Chô Trà này rất là nhiều cái môn luôn, chứ không phải chỉ có một cái này đâu. Có nhiều cái mới, nhiều cái là nó nghe nói nó lớn hơn cả cái này nữa. Bởi tôi nói rồi, chở tôi đi tham quan đâu, tham quan cảnh đồ để tôi quay YouTube. Hôm qua giờ quay chưa được một tập nữa. Có ngày cái video về đặt check in tôi nói thôi đi mau thần đi, đi mau thần đi, đi mau thần quay clip rồi ghé vô chùa rồi đi ra sân bay đó, 2:30 phải có mặt sân bay rồi không chịu. Chị tới Atlanta chị phải check in cái gì cái rồi rớt mắt kiến Gucci nữa, bà mẹ cái mắt kiến này rớt hoài luôn á, đúng là không có duyên. Rồi chạy thêm khúc nữa, cái gì vậy trời.
sao đâu á, thiệt tình chày nữa. Thôi xong rồi, coi như bắt chiến này đi đoàn tụ ông bà rồi. Đi hết cái tour Mỹ này lại xong luôn. Cái mon chô trà gì đó. Rồi cuối cùng bây giờ là 12 giờ rưỡi, chuẩn bị 1 giờ rồi. Giờ đi ra sân bay 1 tiếng đồng hồ rồi, hỏi còn mo còn cái gì nữa. Rồi còn đi núi đi niết gì nữa. Vô siêu thị chia cho tốn tiền. Rồi có quỷ Yến đâu rồi trời. Nó xây đà xây nẻo luôn á, không chịu ra. Tôi cũng quớt bịch đồ 10 món chứ nhiêu. Đáng ghé vô một ngôi chùa quý vị ơi. Trước khi ra sân bay còn có 45 phút nữa thôi, chúng ta cũng đến một ngôi chùa tu viện vô biên hạnh. Không phải chùa mà là tu viện. Mình ghé thăm thầy gì tên gì em? Thích Quảng Văn. Thầy Thích Quảng. Ở dưới là phòng chào thầy. Dạ. Diễn viên Phạm Yến. Tuy thật là có duyên và có phúc đức, mình sẽ được thưởng thức cơm chùa quá là ngon. Thầy, sao bữa nay nhiều món vậy thầy? Tải cho riêng cho chị đó. Trời ơi, thầy con thầy. Đừng biết sao, hôm nay ế 70 năm rồi, bữa nay phải mời bà mối ăn nhiều cho bà mối nhớ, giới thiệu cho người. Ế 70 năm rồi. Mà này là thầy làm đãi con thiệt đó hả? Đãi con đó. Ôi. Món này món gì hả rau? Rồi các tường chuyến này về Việt Nam là cũng chuyển qua ăn chay luôn cho nó tốt cho bao tử và thanh tịnh nè quý vị ạ. Con giờ con bị bao tử nặng rồi thầy. Trước khi con đi qua đây một tháng là con mới biết, nên là giờ con cũng là kiêng ăn luôn rồi. Con kiêng ăn thịt. Đẹp quá. Ai có dụng cụ quay. Con đi một vòng. Dạ dạ. Ồ, có ba ông Văn Công nữa nha. Cái gì vậy? Vậy là cuối cùng cũng hết thời gian rồi. Mình đã trễ nửa tiếng rồi quý vị. Bây giờ thì phải ra sân bay, chứ không thôi thì sẽ không kịp chuyến bay. Rất là vui, rất là hoan hỷ khi mà trước khi rời khỏi Atlanta lại được đến đây cúng viếng Phật, được ăn một bữa cơm rất là ngon luôn. Cái này là cũng đúng thật sự là phúc đức và nó là duyên, chứ mình cũng không có chuẩn bị trước. Nếu mà có cơ hội từ sân bay trở lại tu viện Vô Biên Hạnh, ở đây không gian rất là đẹp, rất là nhẹ nhàng, vô đây là thấy thanh tịnh liền à. Và hồi nãy tôi rất là xúc động luôn khi mà vừa vào thắp nhang thì sư thầy tụng kinh thì có đọc tới cái tên của các tường trong 6 cái câu kinh là kiết tường, dạ kiết tường. Tự nhiên lúc đó mình xúc động dễ sợ luôn. Hôm nay là một ngày hoan hỷ. Vậy là mấy cái vụ hồi nãy mình nói mà cái gì mà rớt mắt kiến với lại là bị cái này nè, là coi như là bỏ qua. Cái xui nó qua rồi, tới đây là vui vẻ hoan hỷ rồi. Bây giờ mình ra sân bay thôi. Ai đà Phật, con cảm ơn thầy. Con cũng hy vọng là có cơ hội, có dịp con sẽ quay lại. Con cái này thì con không dám hứa chắc được. Dạ, dạ. Tại vì thật sự nó cũng hôm nay lần năm nay mà đi qua Atlanta này cũng ngoài kế hoạch của con luôn. Rồi đến đây cúng chùa cũng là ngoài kế hoạch luôn. Mọi thứ giống như nó tùy duyên, cái nó tới nhân duyên. Mà con sẽ cố gắng thôi, chứ con không dám hứa, nhưng mà có cơ hội con sẽ quay trở lại. Ai đà Phật, cảm ơn chúc thầy. Quý chị nhiều bình an ha. Dạ. Thành tựu như trong cuộc sống. Dạ, con cảm ơn thầy. Thôi đi tới trễ. Cảnh đẹp lắm nha quý vị. Thầy có những cái khuôn viên nè, cây chuối thấy chưa, mái nhà mà điều con Yến nó cao hơn cái mái nhà đó. Thầy chưa dẫn đi đằng sau nữa, chưa có thời gian đi ra đằng sau luôn đó. Chân mèo dễ thương lắm nè, hiền lắm, rất là ngoan. Rồi thôi, một vòng như vậy nhá, khung cảnh rất là hữu tình.
Bây giờ thì lên xe, tạm biệt. À, tạm biệt. Dạ, tạm biệt tất cả. Ê, bye bye, nghỉ nhiều, hẹn gặp lại nha. Hợp lại Việt Nam, hợp lại Mỹ chưa biết, gặp lại cảm ơn rất là nhiều. Mọi người ơi, hãy subscribe theo dõi kênh của Cát Tường nha. Kết thúc 4 ngày 3 đêm đã thật là rồi, bây giờ về thôi.